Toàn tỉnh Long An hiện có 125 di tích, bao gồm 21 di tích cấp quốc gia và 104 di tích cấp tỉnh. Trong đó, khoảng 40 di tích đã xuống cấp, cần được trùng tu, tôn tạo nhằm bảo tồn và phát huy giá trị. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên bảo quản, kiểm tra hiện trạng nhằm kịp thời phát hiện di tích bị hư hỏng, xâm phạm, nhất là đối với các di tích cấp quốc gia, đồng thời khảo sát hiện trạng các di tích xuống cấp để đề xuất kế hoạch, lộ trình, nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích, qua đó giáo dục truyền thống, phục vụ tham quan du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, việc trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử còn góp phần quan trọng trong công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.